Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Yên Thế. Chương trình được phát trên kênh 48 hệ UHF vào 19:45 tối thứ Hai, thứ Năm và được phát lại vào 19:45 tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Kỳ họp thứ Hai Hội đồng Nhân dân huyện Yên Thế khóa 21. Giới thiệu dự án khu dân cư mới xã Tân Sỏi. Sơ kết công tác dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa thông tin 6 tháng cuối năm 2016. Cũng trong chương trình có một số chuyên mục, sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Thế long trọng tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự họp có lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 khu vực Yên Thế, các đồng chí thường trực huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và các cơ quan trung ương tỉnh đóng trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đại biểu, đại diện cử tri của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cùng 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, ông Lưu Xuân Vượng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ tọa kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lưu Xuân Vượng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành tỉnh, sự lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, tích cực của chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cùng sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện nhà, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích và sản lượng nhiều loại cây trồng chủ yếu vượt kế hoạch đề ra, an ninh lương thực được đảm bảo, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, các nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được cải thiện, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, các lĩnh vực về y tế, văn hóa, xã hội, thể thao tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, công tác cải cách hành chính, kiểm soát, thủ tục hành chính thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cũng chỉ ra một số khó khăn hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của huyện, như việc chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ ở Yên Thế còn chậm, quy mô đàn gia cầm giảm, thu ngân sách trên một số lĩnh vực đạt thấp. Việc cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp, công tác quản lý đất công ích, đất rừng, đất của các doanh nghiệp tại một số xã thị trấn chưa chặt chẽ. Một số cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, chưa được xử lý triệt để. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao, tiến độ thực hiện một số công trình, dự án khởi công mới năm 2016 còn chậm, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục chuyển biến chậm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Trước yêu cầu đổi mới của năm đầu nhiệm kỳ, đòi hỏi chính quyền địa phương các cấp vừa phải thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa phải triển khai thi hành hiến pháp, luật tổ chức chính quyền địa phương và các bộ luật mới có hiệu lực. Vì vậy, kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các đại biểu cần tập trung cao, nghiên cứu, xem xét, thảo luận, đánh giá đúng tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định những kết quả đã được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế đang cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trên cơ sở đó, ban hành các nghị quyết đảm bảo tính khả thi nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2016, tạo tiền đề để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội những năm tiếp theo. Trên cơ sở báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành của huyện, kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện dự kiến sẽ ban hành các nghị quyết như sau. Một là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 2.
nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. Thứ ba, nghị quyết về phân bổ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2015, nguồn dự phòng ngân sách năm 2015 và phân bổ kết dư ngân sách năm 2015. Thứ tư, nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Năm, nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Yên Thế khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021. Thứ sáu, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021. Về thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ, cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo, các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện trình tại kỳ họp, nhất là các báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri, báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân, đồng thời trực tiếp chất vấn Ủy ban Nhân dân huyện, các vị trưởng ngành của huyện để làm rõ những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Thưa các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể nhân dân, theo chương trình đã được Hội đồng Nhân dân huyện thông qua, kỳ họp này sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Đây là kỳ họp quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tạo tiền đề cho sự thành công của nhiệm kỳ 2016-2021. Để thực hiện và phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Giám sát, nhằm nâng cao chất lượng của kỳ họp, hoàn thành tốt chương trình, nội dung kỳ họp đã được thông qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, các vị đại biểu khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc huyện nhà, dành thời gian thỏa đáng, nghiên cứu kỹ các nội dung, tăng cường thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp có chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình, tích cực chất vấn các cơ quan chức năng, giải đáp làm rõ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng của kỳ họp và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện nhà phát triển toàn diện và bền vững. Với tinh thần đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và các đồng chí. Trong ngày 18 tháng 7, các đại biểu đã nghe các báo cáo tình hình kinh tế xã hội và sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016, dự kiến phân bổ kết dư ngân sách năm 2015, báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm, báo cáo tình hình và kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016 và những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với Hội đồng Nhân dân huyện trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện, tờ trình về quy định mức hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và một số ý kiến tham luận tại kỳ họp, đồng thời kỳ họp tiến hành chia tổ thảo luận. Ngày 19 tháng 7, kỳ họp sẽ được tiếp tục với các nội dung đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phát biểu, chủ tọa kỳ họp kết luận nội dung thảo luận và chất vấn trả lời chất vấn thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp nội dung chương trình. Sáng ngày 17 tháng 7 đã diễn ra lễ giới thiệu dự án khu dân cư mới Tân Sỏi tại thôn Phú Bản, xã Tân Sỏi. Tới dự có đồng chí Lưu Xuân Vượng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Dự án khu dân cư mới Tân Sỏi do công ty cổ phần xây lắp thiết bị điện Nhật Minh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích trên 19.300 m², bao gồm 7 khu liền kề với 73 lô đất. Diện tích mỗi lô từ 80 m² đến 236 m². Khu kinh doanh nằm bao quanh mặt chợ, thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, khu dân cư nằm giao thoa giữa tỉnh lộ 265 và tỉnh lộ 294, gần trung tâm Ủy ban Nhân dân xã và hai trường học xã Tân Sỏi, là điểm giao thương giữa 9 xã thị trấn của hai huyện Yên Thế và Tân Yên. Phát biểu tại buổi lễ,
đồng chí Lưu Xuân Vượng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng, hội tụ nhiều yếu tố phát triển cả hiện tại và tương lai, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các hộ có thu nhập trung bình, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng của huyện và xã Tân Sỏi quan tâm đôn đốc doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và các hộ đăng ký mua đất tại đây, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai. Chiều ngày 14 tháng 7, Tổ dư luận xã hội huyện Yên Thế tổ chức hội nghị sơ kết công tác dư luận xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cùng nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Với nhiệm vụ là nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Tổ dư luận xã hội của huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, thu thập thông tin, kịp thời phản ánh nhiều vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, môi trường, được dư luận xã hội quan tâm. Sau tháng đầu năm, đã tổng hợp báo cáo được 7 đợt với trên 27 nội dung phản ánh những vấn đề được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, những vấn đề có tính thời sự, đột xuất, tình hình trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, lễ hội Yên Thế và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước. Qua đó góp phần giúp cho cấp ủy nắm bắt được tư tưởng dư luận xã hội về các vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, từ đó đề ra được các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Đối với ban tuyên giáo các chi Đảng bộ cơ sở, công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện đạt kết quả tốt. 100% ban tuyên giáo Đảng ủy các xã địa chấn và Đảng ủy cơ quan đã thành lập được tổ dư luận xã hội do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, ban tuyên giáo Đảng ủy các xã địa chấn đã xây dựng 6 đợt báo cáo gửi ban tuyên giáo huyện ủy. Ngoài nội dung chương trình nắm bắt dư luận do ban tuyên giáo huyện ủy định hướng, các cộng tác viên đã tích cực chủ động thu thập thông tin, nắm bắt dư luận xã hội tại địa phương, đơn vị về nhiều vấn đề nổi cộm đột xuất được quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tổ dư luận xã hội huyện đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như chất lượng báo cáo dư luận xã hội, tinh thần và tính tự giác trong việc tổng hợp xây dựng báo cáo dư luận xã hội còn hạn chế. Đối với cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở, việc cập nhật và xử lý thông tin còn chậm, chưa thường xuyên, nội dung báo cáo chưa rõ ràng. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, tổ dư luận xã hội huyện và cơ sở cần quan tâm nắm bắt kịp thời các sự kiện, hiện tượng mang tính thời sự, nắm bắt và làm chủ được dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao vai trò chức năng dự báo, chức năng phản biện xã hội, chú trọng việc định hướng dư luận xã hội, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên, tuyên truyền viên và những người có uy tín trong cộng đồng. Sáng ngày 15 tháng 7, Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hóa và thông tin 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy, Đài truyền thanh truyền hình huyện, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Ban quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, cán bộ văn hóa, Đài truyền thanh các xã thị trấn, đồng chí Triệu Văn Phượng, huyện ủy viên, trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, công tác quản lý văn hóa được tiến hành kiểm tra thường xuyên chặt chẽ. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện từ huyện đến xã thị trấn và các thôn bản, kịp thời tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và cổ vũ toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và cổ vũ toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Hoạt động văn nghệ quần chúng được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đời sống tinh thần ngày càng phong phú. Phong trào thể dục thể thao được cấp ủy chính quyền các xã thị trấn quan tâm chỉ đạo. Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm được triển khai thực hiện tốt. Tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện giảm mạnh. Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào nền nếp, có quy mô và nội dung đạt chất lượng, góp phần tích cực đẩy mạnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đề ra. Công tác thông tin truyền thông được chú trọng, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành trong công việc. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện đã bố trí trên 800 triệu đồng nguồn ngân sách huyện đầu tư cho triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, một số xã ngành đã chủ động dành một phần kinh phí chi cho nhiệm vụ công nghệ thông tin. Các phần mềm dùng chung được chuyển giao và đưa vào sử dụng. Phần mềm một cửa điện tử liên thông chiều ngang với các cơ quan ngành của huyện được triển khai cài đặt đến 5 xã. Phần mềm quản lý hồ sơ công việc và điều hành qua mạng liên thông đến cấp xã. Qua đó nâng cao hiệu quả công việc chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính được thuận tiện, công khai, minh bạch hơn. 6 tháng cuối năm, Phòng Văn hóa Thông tin triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đó là làm tốt công tác tham mưu, đôn đốc các xã thị trấn, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp văn hóa thể thao, đặc biệt là việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, phố, tăng cường công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của địa phương, đồng thời tổ chức tốt các giải thể thao cấp huyện, tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác, đồng thời hướng dẫn các xã thị trấn làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình ở địa phương. Chiều ngày 15 tháng 7, Chi bộ Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Thế tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng đoàn viên ưu tú Nguyễn Văn Thư. Lễ kết nạp được diễn ra trang nghiêm, trang trọng theo đúng trình tự thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đông đủ cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Đàm Thị Khánh, Bí thư chi bộ đã trực tiếp trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Văn Thư. Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Nguyễn Văn Thư đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Thế ngày càng trong sạch vững mạnh. Sáng 16 tháng 7, tại thôn Cầu, xã Tân Sỏi, Hợp tác xã Nông dân 98 đã tổ chức lễ động thổ khởi công đề án trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016-2021. Đây là hợp tác xã được thành lập từ tháng 6 năm 2016 theo giấy phép của Ủy ban nhân dân huyện. Đề án trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao do Hợp tác xã Nông dân 98 triển khai từ đầu tháng 6 năm 2016, có thời gian thực hiện 5 năm 2016-2021, tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện bao gồm vốn tự có của hợp tác xã, vốn vay tín dụng thương mại, vốn đối ứng của nhân dân và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Cây được lựa chọn trồng là cà gai leo với tổng diện tích 50 ha. Bước đầu có 11 hộ thành viên hợp tác xã đăng ký tham gia. Địa bàn triển khai tại xã Tân Sỏi và một số địa phương khác thuộc 4 huyện gồm Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang và Hiệp Hòa. Đề án được triển khai theo các bước: thành lập ban quản lý đề án, điều tra khảo sát, đào tạo tập huấn, tổ chức thực hiện và giám sát. Các hộ tham gia được cung cấp cây giống, cung cấp nguồn phân bón vi sinh theo quy chuẩn nếu có nhu cầu, được hỗ trợ miễn phí kỹ thuật trồng, chăm sóc và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm với mức giá tiêu thụ ổn định theo thị trường và cam kết kéo dài đến hết đề án. Được biết, cà gai leo là cây dược liệu có tác dụng chính hỗ trợ điều trị một số bệnh về gan và xương khớp trên người. Theo ước tính, khi thu hoạch, loại cây này sẽ cho năng suất từ 5 đến 6 tạ tươi và từ 1,1 đến 1,3 tạ khô trên một sào. Với việc cho thu hoạch 4 lần trên năm, trung bình một sào sản phẩm khô sẽ cho thu nhập từ 18 đến 23 triệu đồng trên năm. Chiều ngày 15 tháng 7, Chi hội khuyến học Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Thế tổ chức tuyên dương cho các cháu học sinh là cán bộ trong cơ quan đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016. Năm học qua, Chi hội khuyến học Đài Truyền thanh Truyền hình huyện có 13 cháu học sinh sinh viên là con cán bộ trong cơ quan ở hầu hết các bậc học. Với sự cố gắng nỗ lực của các cháu nên trong năm học qua đã có 7 cháu đạt học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá được nhà trường khen thưởng. Tiêu biểu có cháu Thân Thị Sao Mai đạt sinh viên giỏi, cháu Nguyễn Ngọc Huy đạt giải khuyến khích V Olympic tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh. Tại buổi tuyên dương và trao quà quỹ khuyến học, đồng chí Đàm Thị Khánh, trưởng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đã ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các cháu đạt được trong năm học qua. Những kết quả mà các cháu đạt được sẽ là niềm tự hào của gia đình xã hội, là sự động viên khích lệ lớn đối với các bậc phụ huynh là cán bộ trong cơ quan. Đồng chí mong muốn các cháu cần phát huy hơn nữa để đạt nhiều kết quả cao hơn trong năm học tới. Quý vị và các bạn thân mến, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2016, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, hiện nay huyện Yên Thế đang tập trung cao cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Yên Thế chủ động phòng tránh thiên tai, bão lũ. Qua thống kê, mùa mưa bão năm 2015, trên địa bàn xã Tân Sỏi có hơn 50 ha lúa bị ngập, trong đó thôn Yên Cư chiếm gần 50% diện tích. Đây cũng là thôn có tuyến đê chạy qua địa bàn dài nhất với khoảng 3 km. Rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai,
và tìm kiếm cứu nạn những năm trước. Năm nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, thôn Yên Cư đã tập trung cao nhân lực, vật lực, phối hợp xử lý những hiện tượng sụt, lún, mạch đùn, mạch sủi tại các khu vực đê chạy qua địa bàn. Thôn Yên Cư thì là một đặc thù của trong toàn huyện Yên Thế, là nơi trũng nhất, cũng là có một cái tuyến đê dài nhất so với trong toàn huyện. Do vậy là cái công tác phòng chống thiên tai, tìm cứu hộ cứu nạn là rất quan trọng. Với cái trách nhiệm là trưởng tiểu ban của thôn, tôi đã bố trí toàn bộ các cái nhân vật lực, ví dụ như là che phòng chống lụt bão, bao tải đựng chứa đất, rồi thì các cái công tác cứu hộ cứu nạn như phao cứu sinh, thuyền cứu hộ cứu nạn đã tập trung về tại thôn để làm công tác phòng chống thiên tai. Đấy thì cũng báo cáo anh như vậy. Thưa ông, như năm 2 để công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đội giao thông hỏa tốc từ xã đến thôn, ngay từ cuối tháng 3 năm nay, xã Tân Sỏi cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn và các thôn khẩn trương triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Xã đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng các hạng mục công trình của đê, cống dưới đê, mái đê, đập, trường học, công sở, trạm y tế, đường dây thông tin, đường dây tải điện. Từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hư hỏng ở từng hạng mục. Đặc biệt, chuẩn bị chú đáo về nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tân Sỏi cho biết: chúng tôi đã có kế hoạch triển khai đến các thôn và chúng tôi đã lập trong kế hoạch là đã nguyên vật liệu chúng tôi đã tập kết, đất chúng tôi đã đổ tại đầu đê, tại đồi Thông Hà. Và cái thứ hai nữa là nhân lực. Còn ủy ban xã chủ yếu là thành lập các thôn và các ban ngành, mỗi ban ngành thành lập một cái đội hỏa tốc và một cái đội đặc biệt là quân sự, thành lập 40 đồng chí dân quân. Và khi có lũ xảy ra và xảy ra cái đột xuất thì chúng tôi đã, ủy ban nhân dân sẽ triệu tập cái đội của quân sự của xã sẽ trực tiếp đi cứu nạn cùng với xã. Yên Thế là huyện miền núi, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là tại các xã vùng cao có sông, suối chảy qua. Khi mưa to kéo dài nhiều giờ, dễ xảy ra chia cắt do các ngầm qua sông, suối bị ngập sâu. Trên địa bàn huyện có hai sông chính chảy qua, gồm sông Sỏi và sông Thương. Ngoài ra, còn có rất nhiều khe, suối nằm xen kẽ ở hầu hết các xã, cũng gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Để công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả cao, hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Thế đang khẩn trương triển khai kế hoạch và các phương án cụ thể như phòng chống lũ quét và sạt lở đất tại các xã miền núi cao, bảo vệ các đập đất, hồ chứa nước trên địa bàn, bảo vệ đê và cống dưới đê, phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau thiên tai, cùng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin liên lạc, an toàn giao thông. Mùa mưa bão năm nay, Yên Thế đặt ra phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hậu quả của thiên tai, bão lũ có thể xảy ra. Trong đó xác định phòng tránh là phương châm chính. Với phương châm này, địa phương đang hướng đến mục tiêu nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng và sẵn sàng đối phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng con người, các công trình phúc lợi, tài sản, hoa màu của nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, bảo vệ an toàn các tuyến đê, cống dưới đê, các hồ, đập, đặc biệt là các tuyến đê trọng điểm như đê Hữu Thương, Tả Sỏi, Hữu Sỏi, Cà Ngo, bảo vệ đập đất của các hồ chứa nước lớn như hồ Ngạc Hai, hồ Quỳnh, hồ Chuột Sừng, các đập ven, Trồng Trành, Cầu Rễ, Đá Ong, Tân Gia, Cầu Cài, Cầu Cháy, Suối Cấy, bảo vệ an toàn các điểm có nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt là bờ sông Thương, khu vực thôn Dinh Tiến, xã Bố Hạ, đồng thời bảo vệ sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như bảo đảm môi trường sinh thái tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, tai nạn đuối nước hiện nay đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Đã có nhiều vụ tai nạn đuối nước vô cùng thương tâm xảy ra ở trẻ nhỏ và con số ngày càng tăng lên đã trở thành báo động. Tiên Thắng là địa phương có nhiều hồ đập lớn nhỏ nên mùa hè này, việc tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước đối với người dân, nhất là trẻ em đang được địa phương đẩy mạnh. Xã Tiên Thắng là một trong những địa phương có nhiều hồ đập trên địa bàn. Theo thống kê có khoảng 13 hồ đập lớn nhỏ, trong đó tiêu biểu là đập Đá Ong, đập Cầu Rễ.
Điều đáng nói, nhiều năm trước đó ở các hồ đập này đã xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em. Đứng trước thực trạng này, những năm gần đây, cấp ủy chính quyền địa phương đã đề ra kế hoạch để tuyên truyền, vận động đến đông đảo người dân, nhất là đối với các gia đình có trẻ nhỏ, trang bị các kiến thức về phòng chống đuối nước. Việc làm được đẩy mạnh thực hiện sôi nổi hơn khi bắt đầu mùa hè đến, bởi thời tiết nắng nóng, trẻ em thường hay ra sông, suối, hồ đập để tắm. Với xã Tiến Thắng thì địa bàn rộng, và đặc biệt là ở xã thì có hai cái hồ lớn, hồ Đa Ong và hồ Rễ. Đồng thời có 13 cái hồ đập nhỏ ở các thôn, và có con suối chảy từ đập hồ Rễ qua thôn Tiến Trung, chảy qua thôn Tiến Thịnh và ra đồng bục xã An Thượng. Thế nên là cái việc mà trẻ em đuối nước trong cái dịp hè thì địa phương là cũng rất là lo, rất là quan tâm. Bởi vì là cũng rút kinh nghiệm từ những cái năm 2011, 2012 có những cái trường hợp là trẻ em đuối nước, đặc biệt là cái đập Cổ Rễ. Nên là địa phương cũng rất quan tâm trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo mà tuyên truyền để nhân dân nắm bắt được. Và đặc biệt là các nhà trường, trẻ em quán xuyến cũng trong cái việc mà quản lý trẻ em trong cái dịp nghỉ hè để tránh cái tình trạng đuối nước. Đặc biệt dịp vừa rồi huyện có cái công văn chỉ đạo về cơ sở để triển khai cái công tác phòng chống đuối nước ở cơ sở, thì anh em đã tiến hành như là in ấn photo tài liệu và gửi cho tất cả các thôn để tuyên truyền làm công tác phòng chống đuối nước, tránh có những cái thương tâm chết vì đuối nước xảy ra tại địa bàn. Là hộ dân sinh sống gần đập Đá Ong nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết trước đây cứ mùa hè đến thì trẻ nhỏ đi chăn trâu hoặc đi chơi thành nhóm thường hay tắm ở đây. Đã có cháu nhỏ không may bị tai nạn chết đuối. Nhưng bây giờ, mùa hè đến, việc trẻ nhỏ rủ nhau ra đây bơi và tắm đã ít đi rất nhiều, thậm chí không còn nữa. Mùa hè thì các cháu đi chăn trâu bò ra hồ bơi thì tôi vẫn nhắc nhở, bảo ban các cháu. Bây giờ thì nói chung là các bậc cha mẹ thì cũng nhắc nhở con cháu là ý thức là tiến triển hơn trước nhiều, không có trường hợp xảy ra. Trước đó, khi chuẩn bị đến kỳ nghỉ hè, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện cũng đã có hướng dẫn chỉ đạo về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em tại các địa phương. Trong đó, phòng căn cứ nội dung theo Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã đưa ra 8 khuyến cáo để các bậc phụ huynh. Đó là không được tắm, bơi ngoài sông suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm. Không được chơi đùa nghịch quanh ao, hồ nước, hố sâu, hố vôi, đang tôi để tránh bị ngã, rơi xuống hố. Nhà ở gần vùng sông nước, ao hồ cần làm cửa chắn và rào quanh nhà. Cha mẹ lấp kín các hố rãnh nước sau khi sử dụng. Nên có người lớn đưa đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải đi qua suối, qua sông. Các em nhỏ nên được học bơi để có kỹ năng thoát khỏi đuối nước. Hy vọng với những khuyến cáo đó cùng với các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước sẽ giúp cho các em nhỏ có một mùa hè vui vẻ, bổ ích và an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 7 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 22 về việc tuyển chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non năm 2016. Đối với chức danh hiệu trưởng, tuyển chọn 5 người tại 5 đơn vị như sau: trường trung học cơ sở Bố Hạ, trường tiểu học Canh Nậu, trường mầm non Bố Hạ, Đồng Lạc, Phồn Xương. Đối với chức danh phó hiệu trưởng, tuyển chọn 2 người tại 2 đơn vị, trường tiểu học Canh Nậu và trường tiểu học Đồng Hưu. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, thông báo công khai kế hoạch tuyển chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và niêm yết kế hoạch tại các trường học trong toàn huyện. Từ ngày 20 tháng 7 đến 29 tháng 7 năm 2016, thu nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển tại phòng nội vụ huyện. Từ ngày 1 tháng 8 đến 10 tháng 8 năm 2016, nhận chương trình hành động và phát triển đơn vị của các ứng viên. Thời gian tổ chức hội nghị tuyển chọn dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thời gian cụ thể hội đồng tuyển chọn sẽ thông báo sau. Địa điểm tuyển chọn tại các trường học thực hiện tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trực tiếp liên hệ với hội đồng tuyển chọn co phòng nội vụ huyện hoặc số điện thoại 02403609783 để được giải đáp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền hình Yên Thế đến đây là hết. Quý vị và các bạn quan tâm theo dõi có thể theo dõi lại trên cổng thông tin điện tử Yên Thế theo địa chỉ website yenthe.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.